Từ bao đời, truyền thống lá lành đùm lá rách, tương thân tương ái đã trở thành phẩm chất tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Thực hiện theo lời dạy của Bác Hồ, mỗi người vì mọi người, những hoạt động từ thiện, những nghĩa cử cao đẹp được lan tỏa, tạo hiệu ứng xã hội tích cực, góp phần xây dựng, giữ gìn và nâng cao đạo đức xã hội, bồi đắp nhân cách con người. Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai và biến đổi khí hậu. Trong những năm gần đây, các hiện tượng thời tiết cực đoan, dịch bệnh hoành hành xảy ra nhiều hơn, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Chứng kiến thảm cảnh đau thương mất mát của bà con vùng lũ, những giọt nước mắt đã rơi trên mọi miền đất nước. Chưa bao giờ hai tiếng đồng bào lại thiêng liêng và đầy xót thương đến vậy. Từng đoàn xe cứu trợ từ khắp mọi miền nối đuôi nhau, chở những nghĩa tình về vùng tâm lũ. Những đôi tay chưa quen chèo thuyền khó nhọc, điều khiển chiếc xuồng vượt qua dòng nước xiết, mang nhu yếu phẩm đến với đồng bào đang bị mắc kẹt. Và những người lính bộ đội Cụ Hồ vượt núi băng rừng, dầm mình trong mưa lũ, quên mình cứu nhân dân. Xuất phát điểm của chúng ta là dựa trên cái nền tảng cái hằng số văn hóa, nó gọi là nông dân, nông nghiệp và lúa nước xóm làng. Thì cái tình làng nghĩa xóm đối với người Việt là rất là quan trọng, và cái tính chất đùm bọc yêu thương nhau rất là quan trọng. Chú bao giờ thấy rằng á, là cái tinh thần đoàn kết, cái sự yêu thương của con người Việt Nam nó mạnh mẽ đến mức như thế, nó lớn đến mức như thế. Quỳ Linh đã từng chứng kiến rất nhiều cái tình nguyện viên, họ có thể nhìn đối từ sáng đến chiều, họ tặng cho tất cả những cái gì mà họ đang có. Cơn lốc bão lũ chưa qua thì đại dịch Covid-19 tràn tới. 2 năm oằn mình chống chọi với dịch bệnh. Chưa bao giờ người dân Việt Nam lại liên tiếp đương đầu với những thảm họa khủng khiếp của thiên tai, dịch bệnh lớn đến vậy. Hàng vạn người, hàng nghìn gia đình cần sự giúp đỡ, sẻ chia của cộng đồng để vượt qua thời gian khó khăn, khốn cùng ấy. Lòng nhân ái, nghĩa đồng bào đã trở thành giá trị tinh thần cao cả, thấm đẫm chủ nghĩa nhân văn truyền thống của dân tộc. Giúp cho người dân trong lúc thiên tai, dịch bệnh hay là sự cố nghiêm trọng, không chỉ là vật chất mà còn nhân lên những cái giá trị nhân đạo, lan tỏa những nét đẹp trong cộng đồng. Người mà nhận được các sự trợ giúp còn cảm nhận được sự quan tâm, sự che chở, sự thương yêu của đồng bào cũng như sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Nhìn chung, các hoạt động từ thiện nhân đạo thường được xác định tới 2 mục tiêu. Một là ứng phó khẩn cấp dành cho các hoạt động cấp thiết như bão, lũ, thiên tai. 2 là phát triển bền vững dành cho việc tái thiết cuộc sống, xóa đói giảm nghèo cho người dân và nâng cao khả năng chống chịu, khả năng ứng phó lâu dài của người dân đối với những tác động bất lợi từ bên ngoài. Một điều dễ nhận thấy là dù diễn ra theo hình thức nào, thì các hoạt động nhân đạo từ thiện cũng đều hướng tới một mục đích, ý nghĩa chung là vì con người. Thế nhưng, bên cạnh những ý nghĩa thiêng liêng, đã có nhiều tranh cãi xung quanh chuyện làm từ thiện thời gian qua. Giữa những hành động đẹp, vẫn tồn tại những hành vi, sự việc khiến chữ thiện đôi khi bị biểu hiện một cách thiếu văn hóa. Cách đây không lâu, việc góp quần áo, sách vở, đồ dùng cũ ủng hộ đồng bào vùng cao trở thành phong trào. Nhiều người mang quần áo rách nát, không phù hợp, đồ ăn hết hạn sử dụng để tặng cho bà con. Thời điểm nhân dân miền Trung oằn mình trong thảm họa thiên tai, bên cạnh rất nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân chung tay góp sức sẻ chia khó khăn, cũng có những trường hợp làm từ thiện theo phong trào, thiếu trách nhiệm và tổ chức kém. Người cần thì không được nhận, đồ từ thiện hỏng, vứt ngổn ngang chất đống. Rất nhiều người làm từ thiện rất là tốt và được ca ngợi, nhưng cũng có những người làm từ thiện hoặc có những cái hành động khi làm từ thiện là bị lên án. Cái món quà mà chúng ta mang đến cho một ai đó thì nó không thể hiện cái sự trân trọng. Cái quần áo mặc quá lâu, quá sờn rồi thì chúng ta mang đi để mà làm từ thiện, bởi vì những người đấy họ chỉ cần đến thế thôi. Đấy là một cái quan điểm rất không từ bi. Bởi vì sao thế? Bởi vì khi mà chúng ta làm từ thiện theo cách đấy là chúng ta đang đặt chúng ta ở một cái vị thế cao hơn những người khác. Hiện nay thì vẫn còn có cái tâm lý là làm từ thiện theo cái việc là đem cho một cái vật chất nào đó, một số tiền nào đó, theo kiểu ngắn hạn, theo kiểu biến liền. Cũng là một cái hình ảnh mà cứ nói đến từ thiện là
đi mua mì tôm. Nó là ngay lập tức, nó là ngay bây giờ, mọi người có thể dùng được ngay. Điều đó thì không phải là xấu, chỉ có điều rằng là có thể là không phải lúc nào nó cũng phù hợp. Những cái người mà khó khăn ấy, người ta khó khăn theo nhiều cách khác nhau và có thể là cần có những cái giải pháp khác nhau. Cái hành vi mà khi ứng xử trong cái làm từ thiện nó làm cho nó không phát huy được cái bản chất tốt đẹp của cái công tác từ thiện. Còn chúng ta cũng đã từng chứng kiến là rất là nhiều những cái cá nhân, đặc biệt là các cái cá nhân đứng ra làm công tác từ thiện, nhưng mà khi họ huy động được một cái sự ủng hộ rất lớn thì cái tính minh bạch không được rõ ràng, do vậy nó làm xấu đi rất là nhiều những hình ảnh của cái công tác từ thiện. Nhiều người cũng băn khoăn về vấn đề văn hóa từ thiện, về cách thức trao tặng những món quà, những sự hỗ trợ đến tay người khó khăn. Hay nói cách khác, như người xưa thường nói, cách cho hơn của đem cho. Mỗi sự giúp đỡ không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn là suối nguồn tinh thần để giúp họ vượt qua những khó khăn, nghịch cảnh trong cuộc sống. Trong thực tế, nhờ có chính sách đúng đắn, hiệu quả của Đảng, Nhà nước và sự chung tay của cả cộng đồng, xã hội, hàng triệu người đã vươn lên thoát nghèo, thậm chí làm giàu và quay trở lại giúp đỡ cộng đồng. Cũng có nhiều người đặt câu hỏi, nên cho cần câu hay cho con cá? Tuy nhiên, cần nhận thức và hành động rõ ràng cả hai vế, giúp đỡ vật chất để người nghèo giải quyết được cuộc sống trước mắt. Và ở tầm nhìn xa, cần tạo cơ chế chính sách phù hợp, hiệu quả, được ví như cần câu để người nghèo thoát nghèo bền vững. Đôi khi mình gom một số những cái vật dụng đồ chơi chẳng hạn, trẻ con ở miền núi rất là thiếu đồ chơi hay sách vở, thì mình cũng mang lên để tặng các trường. Nhưng mà cách làm như vậy tôi vẫn nghĩ rằng nó không có nhiều cái tính ảnh hưởng. Tất nhiên là nhiều người có cái tâm tốt như vậy mà cộng thêm cái sự chuyên nghiệp trong cái công tác tổ chức, cái minh bạch của công tác từ thiện thì nó sẽ giúp cho cái công tác từ thiện nó có sức sống hơn. Tôi thì luôn đánh giá cao những hoạt động mà có tính bền vững, tức là mọi người có thể tổ chức những cái dự án, có thể những cái dự án dài hơi hay là những cái dự án gây quỹ, hoặc là những cái dự án để nhằm để nâng cao cái nhận thức của cộng đồng về một vấn đề nào đó, thì cái tính bền vững, cái tính lan tỏa nó sẽ được nhiều hơn, nó sẽ được từ thế hệ này sang thế hệ khác. Hoặc... Trên thực tế, Việt Nam đã có một số văn bản pháp lý quy định về các hoạt động từ thiện nhân đạo như Nghị định 64/2008 của Chính phủ quy định về vận động, tiếp nhận, phân phối, sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện, hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo. Nghị định 93/2019 quy định về tổ chức hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện. Ngoài ra còn có các văn bản pháp luật khác có liên quan về các hoạt động khẩn cấp, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao năng lực cộng đồng, phát triển bền vững. Có thể thấy, Chính phủ đã có những văn bản pháp lý điều chỉnh các hoạt động quyên góp, huy động, phân phối từ thiện nhằm mục đích sử dụng các nguồn lực trên một cách hiệu quả, hỗ trợ kịp thời cho người dân gặp hoạn nạn, đồng thời khuyến khích sự chung tay đóng góp của cộng đồng tham gia các hoạt động từ thiện. Xây dựng văn hóa ứng xử khi tham gia từ thiện không chỉ là việc đáng quan tâm của những người hoạt động từ thiện mà cần có sự chung tay của cả cộng đồng. Làm từ thiện thế nào cho đúng đắn, cho văn hóa và thực sự thể hiện được cái tâm thiện nguyện cũng như tuân thủ những quy định của pháp luật là điều chúng ta cần quan tâm. Điều đó không chỉ giúp cho hoạt động từ thiện giữ vẹn nguyên được giá trị văn hóa tốt đẹp của nó, mà còn có thể phát huy tối đa sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.